Sẽ đến dạng bài so sánh. Với cái dạng bài này mình thấy cũng khá là hay trong cái việc mà mình có một cái cách để mà mình làm cái dạng bài so sánh. Khi mà một bài của mình là dạng so sánh, mình sẽ có một cái keyword là trong đáp án của mình nó phải thể hiện được cái ý so sánh đó. Và mình cùng đến cụ thể bài ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ là làm bài trước khi mà check đáp án nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc trước này. 今はどうか知りませんが、旧ソ連では絵描きであることがどうと呼ばれたそうです。そうです ở đây là nghe nói là. Rồi, bây giờ cái đoạn này là đô cả shirimasen ga là bây giờ thì tôi không biết là như thế nào, nhưng mà đề hóa ở đây là vào cái thời đại, vào cái khoảng thời gian, vào cái nhưng mà vào cái thời Liên Xô cũ. Cái từ đề hóa ở đây là miêu tả cái phạm vi, đúng không? Cái phạm vi về mặt địa điểm hoặc là phạm vi về cả mặt thời gian nữa. Thì ở đây đề hóa mình sẽ hiểu là vào cái thời đó, vào cái thời Liên Xô cũ ấy, thì cái việc mà Egaki de Arukotoga là cái việc mà thì nghe nói rằng là, đúng không? Thì nghe nói rằng là Totobareta là cái việc mà vẽ tranh ấy thì đã từng được, đã rất là được coi trọng. Cái từ này là động từ dạng bị động, nên là cái chủ ngữ của mình ở đây là vẽ tranh ấy thì nó là được coi trọng vào cái thời Liên Xô cũ, nghe nói là như vậy. Tadashi taisei teki denai to ikemasen ga tomokaku ano hito wa geijutsuka dakara to ka ano hito ga ballerina dakara haikyuu yori sukoshi yokei ni tabe sasete yaranai to kawaisou da ということがあったと言います。 là ないといけませんが、hai cái này kết hợp với nhau thì là bằng một cái khẳng định. Còn tarashi đây là tuy nhiên. Tuy nhiên thì là đế nai tộ, nếu như mà nó không phải là một cái thể chế thì sẽ không được, đúng không? Hay còn gọi là nó chính là một cái thể chế đấy, mang tính chất là thể chế đấy. Mặc dù là nó mang tính chất rất là thể chế, kiểu như là gì? Là cái người đó là một người nghệ sĩ này, hoặc là cái người đó là một người múa ba lê này. Vì vậy cho nên là sẽ phải làm sao? Sẽ phải cho họ ăn, nếu như mà tố, đúng không? Nếu như mà yaranai tố là nếu như mà không cho họ ăn nhiều hơn một chút so với cái phần cung cấp thì là sẽ rất là đáng thương. Tối ưu của toga atta to imas thì ở đây mình sẽ hiểu là koto ga atta to imas là người ta nói rằng là có những cái trường hợp như vậy, có những cái trường hợp mà người ta nói như vậy, bởi vì là họ là cái người như thế nọ, họ là người như thế kia, nên là phải cho họ ăn nhiều hơn cái mức gọi là haikyuu, cái mức mà delivery, cái mức mà phân phát hoặc là phân phối. Mọi người nhớ ở đây là thời Liên Xô cũ là cái thời bao cấp ấy, là mọi người sẽ phát bằng tem phiếu ấy, thì là vì là họ là những cái người mà nghệ sĩ, đúng không? Nên là họ sẽ được phát ăn nhiều hơn cái số lượng mà cung cấp cho mọi người. Ở đây mình bắt gặp một cái từ đó là tomokaku. Tomokaku đây là cấu trúc ngữ pháp. Khi mà đằng trước nó là một danh từ đi với lại tomokaku hoặc là nara tomokaku hoặc là toa tomokaku ấy, thì là mình sẽ hiểu là cái danh từ ở phía đằng trước này này thì nó không được coi trọng, mà mình sẽ đi coi trọng cái danh từ ở phía đằng sau này này. Cái điều mà được nói tới ở phía đằng sau này này là khoan hãy nói đến cái danh từ này, khoan hãy nói đến cái điều này, mà mình hãy nhắc tới cái điều sau, hay còn gọi là tạm thời bỏ qua cái danh từ này, mình đi nói về cái chú trọng tới cái vấn đề sau. Thì ở đây mình nhìn lại ở đây là gì? Là khoan hẵng nói tới cái đằng trước. Cái đằng trước là gì? Nó là một cái thể chế. Thể chế cái gì? Nó là cái thể chế là cái Egaki này nó rất là được coi trọng. Đây nó là một cái thể chế của cái đất nước Liên Xô thời bấy giờ. Nhưng mà khoan hãy nói đến cái đấy, nó là cái thể chế. Mà chúng ta hãy nói đến rằng là người ta nói rằng là có những cái trường hợp mà họ là cái người nọ người kia, nên là được cung cấp mà phân phát ăn nhiều hơn so với cái mức gọi là bình quân, đúng không? Thì mình sẽ hiểu cái tomokaku ở đây để phân chia hai cái ý một cách rất là rõ ràng. Cái ý đằng sau này mới là cái ý chính, và người ta chú trọng đến cái ý đằng sau hơn là cái ý đằng trước. New York でもアーティストのためのマンションというのがあります。Ở New York thì cũng có
Tuyu no ga arimasu, cũng có các cái mansion, các cái chung cư hoặc là các cái nơi ở dành cho những cái người artisto, là những cái người nghệ sĩ. Sokugyo wa minna byodo nano ni artisto to me no tsuku shigoto ni tsuite iru hito wa yugu sarete yasuku sumu tokoro ga yoi sarete iru no dasou desu. Dasou desu ở đây lại nghe nói rằng là, đúng không? Vậy tất cả cái đoạn ở bên trên này người ta đang kể về các cái ví dụ là ở Liên Xô cũ thì như thế này, rồi ở New York thì cũng như thế này, rồi tiếp đến là mặc dù là các cái nghề nghiệp thì tất cả các cái nghề nghiệp thì đều bình đẳng, thế nhưng mà nô ní, thế nhưng mà với những cái người chủ ngữ này, với những cái người mà làm cái công việc mà mang danh là nghệ sĩ thì lại được yugu sarete, lại được ưu ái này, và được trang bị này ở những cái nơi sống rẻ hơn này, thì nghe nói rằng là như vậy. Nihon đều ạ yugu dokoro ka tatoeba kimu kyoiku no kyouka no naka kara bizutsu no jikan wa nakku naru ka moshiku wa herasarete imasu. Còn ở Nhật Bản thì làm sao, làm gì có cái chuyện như vậy. Dokoroka là ở Nhật Bản thì làm gì có cái chuyện là ưu ái hoặc là ưu đãi gì. Ví dụ như là trong các cái giáo trình giáo dục nghĩa vụ ấy, hay còn gọi là các cái bộ môn giáo dục phổ thông ấy, đúng không? Trong giáo trình các cái môn học chính ấy, hay là các cái môn học mà nghĩa vụ ở đây là giống như kiểu là toán, lý, rồi tiếng Việt ấy, là những cái môn mà mình bắt buộc phải học, hay còn gọi là ghi mự kiêu cự đấy, là trong các cái giáo trình về giáo dục phổ thông ấy, thì bi rất no jika wa naku naru ka moshiku wa ở đây là hoặc là A hoặc là B, thì cái thời gian mỹ thuật một là sẽ bị mất đi này, gọi là làm cho mất đi này, hoặc là sẽ bị giảm đi. Kokusaku toste kagakuteki hakken o onegao shidai ni bi nado wa uen na koto no you ni omoware chokusetsu computer no kyoiku o tette sureba tariru. Thì ở đây mình bắt gặp cái chủ ngữ này. Đầu tiên mình phải đi tìm chủ ngữ bằng cái hóa này thôi, là cái na độ hóa này. Vậy là những cái mà được gọi là cái đẹp ấy, đúng không? Những cái mà được gọi là cái đẹp ở trong cái thời đại mà người ta đang rất là coi trọng, hoặc là rất là onegao, là mong muốn hoặc là khẩn thiết những cái phát hiện mang tính khoa học, giống như kiểu là một cái công cụ xác cự, là một cái đối sách mang tính chất quốc gia ấy, thì cái đẹp ấy thì được cho là omowareru, đúng không? Là được cho là một cái điều rất là xa vời. Uen nakoto là một cái điều rất là xa vời. Và chokusetsu computer no kyoku o tette sureba tariru. Và mọi người nghĩ rằng là chỉ cần sureba, chỉ cần tette suru là làm một cách triệt để cái việc giáo dục máy tính một cách trực tiếp ấy, thì là đủ rồi, đúng không? Chỉ cần là giáo dục một cách triệt để máy tính, là những cái thứ mà liên quan trực tiếp tới cái kagakuteki hakken, thì là đủ rồi. To kangaerarete iru you desu ga, là mọi người đang suy nghĩ rằng là như vậy. Thế nhưng mà watashi ni wa so omoimasen, thế nhưng mà tôi thì là không nghĩ như vậy. Thì mọi người thấy với một cái câu dài như vậy, mình sẽ cứ nhìn vào các cái dấu phẩy thôi. Khi nhìn vào cái dấu phẩy thì mình sẽ nhìn vào các cái cấu trúc ngữ pháp, các cái từ như là ní ở đây này, như là omoare ở đây là thể kết lửng này, tariru ở đây là mình lại nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp này, xong lại thấy tố kangaerare iru you desu ga lại thấy cấu trúc ngữ pháp này, thì mình cứ nối các dấu phẩy nó vào với nhau là nó sẽ ra một cái câu thôi. Nên là khi mà mình đọc theo từng cụm, nó là cái ý như vậy đấy, là đừng có cố gắng là dịch ra trong đầu ngay từ những cái từ đầu tiên, mà mình hãy nhìn vào các cái phần cấu trúc ngữ pháp, nhìn vào các cái dấu phẩy, nhìn vào các cái cụm danh từ, nhìn vào các cái cụm mệnh đề danh từ, để mà có thể nối nó vào với nhau và mạch lạc nó vào với nhau bằng cái cấu trúc ngữ pháp, là cái cách mà mình đọc nhanh nhất trong cái quá trình mà mình học tiếng Nhật. Kagakuteki ni mo geijutsuteki ni mo utsukushii mono o souzou shiyou to suru kansei to shitsuyou na douruku ga ryourin tonatte atarashii kyouchi o hiraku no desu. Mình thấy là no desu là kết thúc câu. Vậy là cái câu này chắc chắn là nó sẽ liên quan đến câu đằng trước. Tại vì khi có no desu ở cuối câu như thế này, là cái câu này nó đang muốn nói đến cái lý do hoặc là cái biện luận, cái giải thích của tác giả. Câu đằng trước người ta nói là ở một cái đất nước mà đang coi trọng cái việc phát kiến khoa học, thì cái việc
làm giáo dục một cách triệt để về công nghệ máy tính chẳng hạn thì là đủ rồi, chứ không nhất thiết phải đào tạo về cái đẹp, đúng không? Nhưng mà tôi thì là tôi không nghĩ như vậy này. Kakakutiki Nimo là ngay cả trong khoa học hay là Nimo trong nghệ thuật, thì Nimo ở đây là mình sẽ dịch là cấu trúc ngữ pháp rồi. Ngay cả trong cái khoa học, ngay cả trong nghệ thuật thì là cái đoạn cuối câu này, liêu linh tố na tệ. Vậy cái gì trở thành liêu linh tố na tệ? Là cái nỗ lực, đúng không? Cái nỗ lực hay là cái sự cố gắng mang tính bền bỉ. Cái từ shichio ở đây là mang tính bền bỉ. Và cái kanse là cái cảm tính, được coi là tố sư ở đây là cái cảm tính đấy nó là cái gì? Cái cảm tính rằng là hãy tạo ra sozo shio, là tạo ra những cái thứ mà rất là đẹp, đúng không? Thì là nó liêu linh tố na tệ. Cái từ liêu linh này thì chắc là nó sẽ hơi khó cho các bạn một chút. Có nghĩa là A và B là hai cái điều mà đi song song với nhau. Có nghĩa là cái sự nỗ lực bền bỉ và cái cảm tính tạo ra những cái đẹp ấy, cả về khoa học và nghệ thuật ấy, nó là hai cái thứ đi song hành với nhau. Và Atarashi Kyochi o Heraku no desu, và nó sẽ mở ra một cái chân trời mới, một cái ranh giới mới. Nên là cái bài này người ta đang muốn nói là gì? Trong bài này cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất là gì? Thì mình sẽ nhìn vào cái phần đáp án này. Câu 1 của mình là đáp án luôn nhá. Thì mình sẽ nhìn này. Gaikoku to kurabe, Nihon dewa geijutsu ga keishi sarete iru ga, geijutsu ni kagirazu nanika o souzou suru tame ni wa B ni tai suru kansei o surateru koto ga hichiyou dearu. Thì quay trở lại cái dạng bài này là dạng bài so sánh. Thì chúng ta sẽ nhìn xem là cái bài này nó so sánh cái gì với cái gì. Thì ở cái đoạn đầu tiên người ta đang so sánh ở đất nước Liên Xô cũ, ở New York thì rất là ưu ái những cái người mà làm nghệ thuật. Còn ở Nhật Bản thì ngược lại, người ta không hề ưu ái một chút nào, thậm chí là còn cắt bớt rồi giảm bớt cái thời gian mà học mỹ thuật ở nhà trường đi. Và ở một cái đất nước mà coi trọng khoa học thì cái việc mà cái đẹp nó cũng không còn được coi trọng nữa. Vậy cái bài này người ta đang nói về sự so sánh giữa hai đất nước, giữa các cái đất nước với nhau, Nhật Bản và các nước khác. Nên là cái đáp án của mình nó phải có cái sự so sánh đấy, thì nó mới là cái điều mà người ta đang muốn hướng tới, là đang so sánh giữa Nhật Bản và nước ngoài. Gai koku to kurabe, so với nước ngoài. Thì ở Nhật Bản thì đang keishi sareru là xem nhẹ, đúng không? Là ở Nhật Bản thì nghệ thuật thì đang bị xem nhẹ này. Thế nhưng mà để mà có thể tạo ra được một cái gì đó không chỉ đơn giản, không chỉ đơn thuần là trong nghệ thuật, thì cái cảm tính về nghệ thuật ấy, về cái đẹp ấy, thì cũng cần phải được giáo dục, đúng không? Thì nó nằm ở cái ý cuối này này, là tôi thì tôi không cho là như vậy. Bất kể khoa học hay là nghệ thuật thì cũng cần phải có cả cái sự nỗ lực bền bỉ và cả cái cảm tính về cái đẹp nữa, để mà tạo ra được một cái ranh giới mới. Thì đáp án của mình nó chính là cái câu này, là sẽ cần phải soda tê đự, đúng không? Cần phải giáo dục cả về cái can xê đối với cái đẹp nữa, để mà có thể tạo ra được một cái gì mới, chứ không chỉ đơn thuần là nghệ thuật thì mới cần cái đẹp. Tiếp đến là gì? Bây giờ mình sẽ loại các cái câu còn lại như thế nào này. Nihon no gimu kyoiku de bijutsu no jikan ga herasarete iru no wa kagakuteki na hakken no UCC computer no kyoiku ga tette sareru yō ni natta kara dearu. Kara dearu là lý do rồi. Vậy là cái lý do mà cái thời gian nghệ thuật trong giáo dục nghĩa vụ ở Nhật Bản bị giảm đi là bởi vì cái giáo dục máy tính được thực hiện một cách triệt để và coi trọng các cái phát kiến khoa học hơn. Thì câu này đúng, đúng với cái ý của bài luôn. Đúng với cái ý của bài là ở Nhật Bản thì người ta sẽ coi trọng cái việc là khoa học, phát kiến khoa học, nên là người ta tập trung vào cái việc là đào tạo về mặt máy tính, đúng không? Nhưng mà tác giả lại thấy có, nhưng mà mình lại thấy ở đây là có một cái câu là desu ga, đúng không? Nhưng mà tôi thì lại không nghĩ như vậy, nên đáp án của mình nó không thể là cái câu này được. Thứ nhất là nó có cái từ desu ga ở đây. Thứ hai là cái bài này là dạng bài so sánh, giống như là mình vừa giải thích, nên là nó không phải là cái điều mà người ta đang muốn nói đến nhất. Khi mà nó có cái từ desu ga cuối câu như thế này mà đằng sau nó vẫn còn một cái ý nữa, thì cái ý đằng sau này mới là cái ý quan trọng, chứ không phải là cái ý đằng trước. Nên đáp án của mình là cái số 2 này bị loại này. Nihon de mo gai koku no yō ni, nyō yō ni thì là sai rồi. Ở Nhật Bản và ở nước ngoài đều giống nhau thì là sai rồi. Người ta đang so sánh mà.
là Nhật Bản thì khác mà nước ngoài thì khác mà, nên câu 3 này cũng loại luôn từ cái câu này rồi nhá. Gai koku to chigatte nihon dewa geijutsu wa fuyou na mono to omoware gachi da ga, là so với nước ngoài thì ở Nhật Bản thì mọi người thường nghĩ rằng là nghệ thuật thì không quan trọng này. Thế nhưng mà bi wa hito no kokoro wo yutaka ni suru tame ni yuyou na mono de aru, là để mà khiến cho ní sự mà khiến cái gì đúng không, khiến cái ố đây này, khiến cho trái tim của con người trở nên phong phú thì là cái đẹp thì nó rất là quan trọng. Thì cái hito no kokoro yutaka ni suru ở đây nó không có nói tới, trong cái bài này người ta không nói đến cái việc làm phong phú cái cảm xúc của con người một tí nào đúng không, nên là cái câu số 4 này cũng cũng không có đúng. Thế nên là có một cái keyword để cho các bạn tìm đáp án trong các cái bài đọc hiểu ấy, đó là chúng ta phải đi 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 dò bằng cái cách là các cái từ, các cái cụm ở trong bài với cái cụm ở trong cái câu đáp án ấy, nó có cái cụm nào tương ứng hay không, có cái ý nào tương ứng hay không. Nếu như mà cái ý hay cái cụm mà nó sai thì là gạch đi ngay lập tức rồi. Còn nếu như mà mình tìm ra được những cái ý nào ở trong bài nó tương khớp, nó tương đồng, mặc dù là người ta không sử dụng những cái từ y hệt như vậy, nhưng mà cái ý nó tương đồng thì là mình có thể tự tin hơn trong cái việc mà chọn đáp án của mình đúng không? Thì nó liên quan tới cái phần cang các cự, và mình sẽ thêm một chút cái dạng bài nữa thì là sẽ giúp cho các bạn có thể hình dung ra được và tìm ra được cái đáp án đúng nhất nhá. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây nha. Nhớ cái cấu trúc ngữ pháp mà mình vừa mới giải thích cho các bạn là wa tomokaku hoặc là nara tomokaku, cái vế ở đằng trước nó sẽ là coi nhẹ, còn cái vế đằng sau thì nó sẽ quan trọng hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.